Theo dự báo, nền kinh tế Bắc Triều Tiên, quốc gia bị cô lập nhất thế giới, năm nay 2024 có thể tăng trưởng trở lại kể từ trước đại dịch. Các thỏa thuận cung cấp vũ khí đạn dược cho Nga sẽ tạo ra một động lực mới cần thiết giúp Bình Nhưỡng ổn định tài chính trong bối cảnh bị quốc tế trừng phạt do các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Đại dịch COVID-19 bùng phát buộc Bắc Triều Tiên có biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt đã làm cho tăng trưởng kinh tế vốn đã yếu kém do các lệnh trừng phạt của quốc tế năm 2016 đối với chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng suy giảm mất 4,5% trong năm 2020. Những cuộc khủng hoảng này đã đẩy hơn 60% dân số Bắc Triều Tiên sống dưới ngưỡng nghèo khổ. Theo trang mạng thông tin Deutsche Welle của Đức, ngày 1 tháng 2 vừa qua, các thỏa thuận vũ khí giữa lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể thúc đẩy mạnh hơn nữa nền kinh tế. Kế hoạch tập trung của Bình Nhưỡng có tổng sản phẩm quốc nội khoảng 24,5 tỷ đô la trong năm 2022, theo ước tính của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc. Bà Anvita Basu, giám đốc khu vực châu Âu thuộc Country Risk and Fitch Solution nhận định, sau 5 năm suy giảm mạnh, tăng trưởng kinh tế của Bắc Triều Tiên sẽ trở lại mức khoảng 1% trong năm nay nhờ vào các thỏa thuận vũ khí mới với Nga. Chuyên gia này lưu ý thêm, đây chỉ là những phỏng đoán do Bình Nhưỡng không công bố số liệu và chỉ được dựa vào những con số thống kê thu thập được từ Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc và các đối tác thương mại của Bắc Triều Tiên. Công nghiệp quốc phòng là một trong số các lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nhất tại Bắc Triều Tiên, với ước tính khoảng 2 triệu công nhân trên tổng số dân là 26 triệu người. Có thể nói, cùng với nông nghiệp, ngành này đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Bắc Triều Tiên. Ban đầu chỉ là nhà cung cấp vũ khí đạn dược chính cho quân đội trong nước, Bắc Triều Tiên đã tìm được một số khách hàng quan trọng ở nước ngoài, chủ yếu là các nước thuộc Liên Xô cũ hoặc các nước ở châu Phi cận Sahara, và hầu hết các linh kiện rời được nhập khẩu từ nhiều quốc gia bị trừng phạt nặng nề khác, bao gồm cả Iran và Trung Quốc. Theo phân tích của chuyên gia, ông Vita Basu với trang mạng Deutsche Welle, thì Bình Nhưỡng muốn hai điều xin trích. Thứ nhất là tính chính đáng với tư cách là một quốc gia, điều mà họ vẫn chưa có được vì chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 vẫn chưa kết thúc. Thứ hai là một nền quốc phòng và quân sự bền vững, những công cụ cho phép bảo vệ chủ quyền của họ. Thế nên thỏa thuận với Nga càng giúp củng cố hai điều này. Theo cơ quan tình báo Hàn Quốc và dựa vào các hình ảnh vệ tinh của Mỹ, thì kể từ tháng 8 năm vừa qua, Bắc Triều Tiên đã cung cấp cho Nga khoảng 1 triệu quả đạn pháo trong 10 chuyến giao vũ khí, cũng như là nhiều loại tên lửa đạn đạo. Trang mạng Bloomberg News trong tuần dự phóng, Bắc Triều Tiên đã thu được ít nhất 1 tỷ đô la từ việc bán đạn pháo cho Nga, trong khi tên lửa do Moscow đặt mua thường có giá vài triệu đô la. Nếu như giới chuyên gia nghi ngờ về khả năng người dân Bắc Triều Tiên sẽ được hưởng lợi từ thỏa thuận vũ khí Nga-Triều này, thì còn có một câu hỏi lớn được đặt ra. Bao nhiêu phần trăm của thỏa thuận này được thanh toán bằng tiền mặt, hay một phần của thỏa thuận trao đổi để có được các kỹ thuật quân sự tiên tiến và viện trợ kinh tế từ Nga? Nữ chuyên gia kinh tế tại Fitch Solutions còn lưu ý thêm rằng, thỏa thuận đạn dược có thể dẫn đến một liên minh chặt chẽ hơn giữa hai nước trong lĩnh vực tấn công mạng. Nga cùng với Bắc Triều Tiên được biết là có năng lực tấn công mạng tiên tiến với việc nhà nước đào tạo hàng ngàn tin tặc. Dấu hiệu cho thấy là Bình Nhưỡng và Moscow đang tìm cách siết chặt hơn nữa mối quan hệ, là Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sẵn sàng đến thăm Bắc Triều Tiên trong sắp tới. Đây sẽ là chuyến thăm Bình Nhưỡng đầu tiên của nguyên thủ Nga trong hơn 10 năm qua. Hồi tháng 9 năm vừa qua, ông Vladimir Putin và Kim Jong-un đã có một cuộc đàm phán song phương ở vùng Viễn Đông của Nga.